máy rubber cơ khí tấn số 9, địa chỉ Vĩnh An, Tân Thành, An Giang. Số điện thoại 0963 764 552. Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ số điện thoại này, rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Hôm nay là ngày 10 tháng Giêng năm 2021, cũng là ngày vía thần tài, thì xin kính chúc bà con trên mọi miền cả nước năm mới được vạn sự như ý. Giờ để thần tài gõ cửa. Máy đắp bờ cơ khí thứ 9 hiện tại đã giao xuống cho anh Đông. Xuống cho anh Đông ở xã Trung Ngàn, Ô Môn, Cần Thơ.